Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, tại tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra phiên họp rà soát lại các công tác chuẩn bị của ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo trước khi chương trình lễ công bố mã số chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo, lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát tư tín in ấn giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh và công ty Dataport cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập được diễn ra. Chứng minh và tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên Ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo. Đại Đức Thích Minh Ân, Phó tổng biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, cùng Chư Tôn Đức và các thành viên Ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo đồng tham dự. Khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã phát biểu, chỉ đạo các thành viên trong ban tổ chức chương trình lễ công bố mã số chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo, lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát tư tín in ấn giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh và công ty Dataport cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập, ra soát lại tất cả các công tác chuẩn bị cuối cùng. Thượng tọa nhấn mạnh, đây là sự kiện mang tầm quan trọng bậc nhất và là niềm vinh dự vô cùng lớn đối với tập thể ban biên tập trong việc phát triển tạp chí Văn hóa Phật giáo và phát huy sự kết hợp giữa kênh thông tin tổng hợp Phật sự online và tạp chí Văn hóa Phật giáo trên bước đường xiển dương chân lý Phật Đà, tuyên truyền những giá trị về tư tưởng đạo đức, văn hóa Phật giáo. Sự kiện sẽ có sự quang lâm chứng minh tối cao của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo cấp cao của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như quý vị khách quý, lãnh đạo của quý cơ quan hữu quan và các cơ quan thông tấn báo chí, các vị đại biểu doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ học giả và nhà nghiên cứu và quý Phật tử. Phát biểu kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị và công tác tổ chức sự kiện sắp tới, Đại Đức Thích Minh Ân cho biết, chiều hôm qua, ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chư Tôn Đức trong ban tổ chức cũng đã có buổi khảo sát tại địa điểm tổ chức là khách sạn New World. Các khu vực tổ chức như hội trường diễn ra sự kiện, khu vực đón khách, phòng chờ, khu vực ẩm thực, các tiểu ban phụ trách tổ chức. Các tiểu ban phụ trách tổ chức cũng đã hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng từ công tác trang trí, chương trình văn nghệ, phóng sự giới thiệu về tạp chí văn hóa, ekip truyền hình, nhiếp ảnh, tất cả đều đã sẵn sàng cho sự kiện diễn ra sắp tới. Tại đây, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm chia sẻ, sự kiện ra mắt ban biên tập lần này là sự kiện đóng vai trò quan trọng đối với tạp chí văn hóa Phật giáo. Thượng tọa cũng đề nghị các ban đã được phân công chuẩn bị thật tốt các nội dung về việc tổ chức, cũng như tán dương tinh thần hoan hỷ, tích cực của Chư Tôn Đức, các vị thành viên ban biên tập và nguyện cầu cho sự kiện ra mắt ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo sắp tới sẽ được thành tựu viên mãn. Tại cuộc họp, các thành viên ban biên tập cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho sự kiện sắp tới. Chương trình lễ công bố mã số chuẩn quốc tế xuất bản ấn phẩm nhiều kỳ ISSN cho tạp chí Văn hóa Phật giáo, lễ ký kết hỗ trợ chuyển phát tư tín in ấn giữa tòa soạn tạp chí Văn hóa Phật giáo với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và công ty Dataport cùng sự kiện ra mắt thành viên ban biên tập sẽ được chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Canh Tý tại hội trường lớn khách sạn New World, số 76 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ cúng dường của lãnh đạo khách sạn New World.